Ê bộ, hôm qua anh tiến dần giải quán quân cuộc thi điền kinh đó. Nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của anh, mấy em chân dài công ty mình suốt buổi xích xoa luôn. Vậy sao? Nhưng mà mạnh cơ bắp thôi thì chỉ có đủ phải đúng gu, trở thành hình mẫu lý tưởng thì có dễ. Thế thì hình mẫu lý tưởng phải như thế nào? Phải có tinh thần chinh phục, dám thách thức, dám đương đầu. Chiến binh thì ngại gì nghịch cảnh.